Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Khôi Đồ Audio sẽ lại tiếp tục giải thích cho các bạn một vấn đề nữa trong audio mixing nha. Rồi, thì có thể là nhiều người đã làm nhiều rồi thì mình sẽ quen với những cái cụm từ này. Nhưng mà với một số người mới thì những từ này đôi khi sẽ giúp cho mình, sẽ làm cho mình cảm thấy bị tò mò, thắc mắc, không biết nó là cái gì mà mình cứ thấy nó hoài. Thì mình hôm nay sẽ giải thích về vấn đề là pre-fader là gì, post-fader là gì, pre-pan là gì, post-pan là gì ha. Rồi thì bây giờ trước tiên mình cần phải hiểu fader và pan là gì ha. Thì fader của mình là cái này. Fader của mình là cái này, là cái thanh âm lượng trên mỗi một cái track audio hoặc là bất cứ cái track gì của mình, master track hay là effect channel, aux input, bus gì đó, hoặc là audio track, midi track, tất cả đều sẽ có một cái thanh fader, là cái thanh âm lượng dưới cùng của mỗi cái track ha. Còn pan thì chắc mọi người đều biết rồi, thì nó là một cái núm nhỏ dùng để pan qua trái hoặc qua phải. Nó về là qua trái qua phải là không gian của stereo ha. Rồi thì pre nghĩa là trước, post nghĩa là sau. Rồi bây giờ mình sẽ hiểu như thế này. Một cái track audio của mình, đơn giản bây giờ mình có một cái audio track, nó đang gửi qua một cái reverb thông qua một cái bus 1 ha. Thì cái này nó sẽ là send. Thì ở đây bình thường mặc định á, thì cái send của mình, mặc định á, thì là cái send của mình thường nó luôn luôn sẽ là nó gửi sau fader, tức là post fader. Thì khi mà mình để mặc định á, thì cái send của mình sẽ luôn 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 là post fader, nghĩa là cái âm lượng gửi đi bao nhiêu sẽ bị ảnh hưởng bởi cái fader của mình. Cái fader của mình tăng lên nhiều thì mình sẽ gửi đi nhiều, còn nếu fader mình ít đi thì mình cũng sẽ gửi đi ít đi. Còn nếu mình tắt luôn cái fader không gửi gì hết thì không có âm lượng thì nó cũng sẽ không gửi gì hết. Thì tại sao người ta phải để ra chế độ post fader này? Ví dụ mình đang có một cái reverb, một cái tiếng vocal với là cái reverb của mình, mình đang có một cái tỷ lệ giữa tiếng khô và tiếng ướt nên mình đang thích rồi, thì mình sẽ luôn muốn giữ cái tỷ lệ này nó như vậy, cho dù là mình có tăng hay giảm cái âm lượng của cái vocal của mình lên ha. Mình muốn vocal mình lên thì reverb cũng lên, reverb nhỏ, vocal nhỏ lại thì reverb cũng nhỏ lại. Rồi thì trong một số trường hợp nhất định thì mình sẽ muốn chuyển cái này thành pre-fader, tức là nó sẽ gửi trước khi nó tới cái fader của mình. Thì trong những trường hợp nào mình muốn gửi nó pre-fader, thứ nhất là sidechain. Sidechain nghĩa là sao? Sidechain nghĩa là mình muốn cái này nó, đây không phải là reverb nữa, mà mình muốn một cái tín hiệu, đây là một cái tín hiệu điều khiển, mình muốn cái này nó điều khiển một cái compressor trên một cái track khác, thì mình sẽ muốn cái tín hiệu điều khiển này luôn luôn được cố định, nó không thay đổi gì nhiều đó, thì mình sẽ dùng pre-fader. Hoặc là trong âm thanh trực tiếp, âm thanh sân khấu live, thì mình sẽ muốn cái những cái pre-fader này nó sẽ gửi đi cho headphone của những người diễn, hoặc là những cái loa trên sân khấu monitor cho người diễn. Thì tức là trên ngoài front of house, tức là ngoài sân khấu người ta có tăng giảm âm lượng của từng kênh thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái tai nghe của những người diễn. Thì như vậy những người diễn sẽ luôn cảm thấy là cái âm lượng trong tai nghe của họ được cố định ha. Chứ nếu mà mình để nó post fader khi mà mình send cho người nghe trên sân khấu á, thì mình khi mình tăng giảm âm lượng thì người ta cũng thấy ồ sao tự nhiên cái âm lượng của tôi cứ tăng lên giảm xuống, thì điều đó là điều có lẽ là không tốt. Nó thì như vậy mình sẽ hiểu pre fader là trước fader, post fader nghĩa là sau fader. Rồi còn pre pan với post pan, cái này thì mình sẽ gặp nhiều trong Logic. Ban đầu vocal của mình qua bên trái, nhưng mà nếu mình để send là pre-pan thì tức là reverb nó vẫn phát ra cả hai bên, thì điều đó không đúng cái ý của mình. Thì mình sẽ muốn chuyển cái này thành post-pan, để cho vocal qua bên trái thì reverb của mình nó cũng sẽ phát ra bên trái luôn đó. Thì đó là cái ý nghĩa của pre-pan và post-pan, cũng như pre-fader và post-fader ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thích video này hãy like và subscribe kênh của mình nha. Và nếu thích thì có thể theo dõi kênh Khôi Đồ Audio của mình để theo dõi thêm những thông tin và những video mình sắp ra. Nếu các bạn nào có ý định muốn học về mixing á, hoặc là về audio á, thì hãy liên hệ cho mình ha. Và mình sẽ gặp nhau trên lớp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp trong video tiếp theo.